Theo Tổ công tác đặc biệt phía Nam của Bộ Công Thương, tính đến cuối ngày 24 tháng 11 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 180 trên 234 chợ truyền thống khôi phục hoạt động lại, đạt tỷ lệ 76,9%. Như vậy, so với một tuần trước, đã có thêm 5 chợ truyền thống hoạt động lại. Các chợ chủ yếu vẫn tập trung kinh doanh các ngành hàng lương thực, thực phẩm để phục vụ người dân trên địa bàn. Nhìn chung, tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn duy trì ổn định, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh đó, đã có 2 chợ đầu mối hoạt động lại là chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn. Riêng tại chợ đầu mối Thủ Đức vẫn tiếp tục duy trì việc tập kết, trung chuyển hàng hóa. Đồng thời, các siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn duy trì hoạt động với tất cả 106 siêu thị và 3.031 cửa hàng tiện lợi. Nhiều hệ thống siêu thị, doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ thực phẩm đang triển khai các chương trình khuyến mại giảm giá với nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm để kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Tổng lượng hàng đưa về cung ứng và tiêu thụ cho thị trường thành phố trong ngày 23 tháng 11 và sáng 24 tháng 11 giảm 0,7% so trước đó, ước đạt 7.999,2 tấn một ngày. Trong đó, lượng hàng cung ứng qua hệ thống phân phối trong ngày 23 tháng 11 ước đạt 1.360 tấn một ngày. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường và doanh nghiệp khác cung ứng ra thị trường ước đạt 3.597,9 tấn một ngày, không bao gồm lượng hàng cung ứng vào hệ thống phân phối hiện đại. Tại 3 chợ đầu mối, tổng lượng hàng đưa về cung ứng cho thị trường trong sáng 24 tháng 11 giảm 1,5% so với ngày 23 tháng 11, ước đạt 3.041,3 tấn một đêm. Từ ngày 25 đến 30 tháng 11 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập 19 đoàn kiểm tra do lãnh đạo thành phố dẫn đầu, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức.